có đi theo tôi nữa. Ai đi theo bà? Ai đi theo bà? Tôi đã nói là tôi ngán mỡ lắm rồi. Bà mất cười quá. Làm gì bà nói bà ngán mỡ? Hả? Chứ đi theo tôi làm gì? Chú Hai ơi, chú Hai. Chú Hai, chú Hai. Bà tự tin ớn luôn, tôi qua tôi kiếm chú Hai, bộ tôi đi theo bà hả? Ủa gì vậy? Gì bay? Gì? Cái gì vậy? Chú Hai. Hai đứa bay không. Giờ rảnh quá tự nhiên qua nhà tao gây lộn vậy. Không gây lộn đâu, qua kiếm chú Hai, cái bà đi theo con hoài mê con. Con không có đi theo ổng, ổng tự không đi theo qua con chứ bộ. Ủa mà chú Hai bộ hôm nay không có đi đám cưới thằng Tèo sớm trên hả? Chuẩn bị đi nè, chuẩn bị vô thay đồ. Sao để chưa bận đồ vét? Vét chứ gì, tụi bay qua làm phiền nè. Qua đây có chuyện gì? Chú Hai, con qua đây là con hỏi chú Hai cái này. Gì? Hôm bữa đó bác Tám Ruộng phân tích cho tụi con nghe về cái vấn đề mà tự để giống trồng và trộn giống sẽ làm giảm năng suất và giảm luôn cái chất lượng của hạt gạo. Cho, mà con biết cái đó là sai. Cho nên con qua đây con nhờ chú Hai tư vấn giùm cho con để biết là cái giống nào đặc sản á để con mua về con trồng để mình tăng năng suất cao đó mà. Con nói ổng rồi, giờ mình ra đại mấy cái công ty mà cấp lúa giống á, mình mua đại cái giống nào đó mình về, miễn sao đó là cái giống lúa cấp xác nhận là được rồi. Vậy mà không có được. Suy nghĩ vậy là tầm bậy. Hay chưa? Đành rằng á là mình mua giống, mình trồng lúa mình phải chọn giống tốt, có cấp xác nhận của cái những cái đơn vị mà cung cấp giống á. Nhưng mình phải chọn giống có chất lượng. À, phải là đặc trưng từng vùng. Đúng. Thì lúc đó gạo của mình mới đạt chất lượng chứ. Nhưng mà chú Hai, con thấy thương lái người ta cũng đâu có quan tâm giống lúa mình trồng là giống gì đâu. Trời ơi, tôi nói chốt lại nghe nha. Ở bên Thái Lan á, người ta có 10 thương hiệu được đi quảng cáo nè. Rồi ở bên Campuchia cũng có 8 thương hiệu gạo được đưa đi giới thiệu nè. Đó. Còn Việt Nam mình không có thương hiệu nào được đưa đi giới thiệu hết trơn. Trời ơi. Chính vì cái chỗ đó đó. Thấy không? Không có thương hiệu nào rõ ràng hết trơn. Nó chỉ có cái thương hiệu chung chung là gạo Việt Nam thôi. Thấy không? Ủa chú hai, con nhớ ở Việt Nam mình á hả, cũng có nhiều thương hiệu gạo nổi tiếng lắm mà. Sao mình không có thể nào mình quảng bá cho thế giới người ta biết được thương hiệu gạo của mình hết vậy? Tuyết xuống kỳ. Do bà con nông dân mình á, tự chọn giống, để trồng. Cho nên nó ra cái sản lượng gạo á, cái chất lượng gạo nó đâu có đồng đều đâu. Cộng lại nữa là thương lái nó mua gạo về á, nó trộn giống này, nó trộn giống khác, mà nó trộn không đúng tỷ lệ, cho nên thành ra chất quốc không có thương hiệu nào mà nó rõ ràng hết trơn. Con biết đúng như vậy đó chú Hai. Thường á, với lại người dân mình á hay là, nhưng mà mình tự phát lắm. Đúng mình rồi. Muốn trồng gì mình trồng, mình muốn làm đúng. Gì mình làm mà đúng. Cho nên nó không có một cái quy mô lớn mà chỉ có ba cái quy mô nhỏ nhỏ, rồi làm gì theo cách tự phát, cho nên là không có quảng bá được cái thương hiệu của mình. Chính xác. Thằng Năm Nổ nói chính xác đó. À, cho nên bây giờ nè, muốn cho cái sản lượng gạo của nước mình mà có chất lượng, có thương hiệu á, thì mình phải là canh tác trồng cho nó chuyên nghiệp. Thấy chưa? Phải chọn giống đặc thù từng vùng miền. Chú Hai nói ví dụ như là tài nguyên sữa ở Thạnh Trị nè, Nàng Nhen ở An Giang nè, Tám Thơm ở Hải Hậu Nam Định nè, Nàng Thơm Chợ Đào nè, gạo đen lúa cẩm cây lậy đó. Phải đặc trưng từng vùng miền như vậy thì nó mới có thương hiệu của mình, đúng không? Đó, nghe chú Hai nói vậy hiểu chút lại. Con hiểu rồi chú Hai, vậy là mình phải trồng riêng các giống lúa đặc sản đặc thù của từng vùng miền, rồi sau đó mình mới phát triển được cái thương hiệu gạo Việt của nước mình, đúng không chú Hai? Đúng, chính vậy. Xác. Bởi vậy nói cho hai con nghe. Dạ. Thời cơ thách thức đã mở ra rồi. Nông dân mình phải ý thức cái chuyện đó, thấy không? Để tăng cái sản lượng gạo, tăng cái chất lượng gạo, tạo cái thương hiệu gạo Việt, thấy không? Dạ. Thì lúc đó nhà nhà mới yên vui, đất nước mới được ấm no. Con hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy dạ, bây giờ hiểu. Mời chú Hai đi đám cưới, còn tụi con về chuẩn bị làm đám cưới. Dạ, cái gì?